Rất cảm ơn quý vị vẫn còn giữ màn hình và bây giờ chúng tôi xin trở lại chương trình Nails và Tôi, buổi phỏng vấn với anh Lê Thành, CEO của công ty Luraco. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi nói về chiếc máy Chess 500 và bao ni lông gọi là liner. Kính thưa quý vị nào không xem được phần 1 thì phần 2, Kỳ Sương xin ngắn gọn và nói cho quý vị biết Chess 500 là một trong những dụng cụ dùng cho cái ghế pedicure chair mà quý vị có thể sử dụng được liner, và anh Lê Thành đã trình bày qua công dụng của nó. Kính thưa quý vị, một điều Kiều Sương mới vừa biết được là quý vị không cần ngần ngại và lo lắng phải thay bồn. Hầu như chiếc máy này sử dụng được cho tất cả các loại bồn, bồn cũ quý vị vẫn có thể sử dụng được. Thưa anh Lê Thành, trong suốt thời gian qua, Kiều Sương cũng nghiên cứu rất nhiều và xem rất nhiều những thông tin trên YouTube, thì Kiều Sương thấy được là rất là nguy ngập nếu mà chúng ta không sử dụng liner, bởi vì liner nó là một cái gì đó giữ vệ sinh riêng cho từng cá nhân một. Đúng. Thưa anh, và tất cả ở thị trường ngày hôm nay với ngành nail, với sự phát triển như vậy, người ta rất là chăm chú vào pedicure. Đúng rồi. Và nếu chúng ta không làm đúng vệ sinh thì chúng ta sẽ không phát triển và có thể đem đến những sự thiệt thòi, thất thoát cũng như những thiệt hại trong thị trường nail của chúng ta trong tương lai. Thưa anh, với liner như vậy, tuần vừa qua Kiều Sương cũng đã đi tham quan tất cả các tiệm nail, cũng như ngay cả tiệm nail của Kiều Sương, Kiều Sương thắt survey cho những khách hàng đó. Kiều Sương biết được giá trị của nó là chỉ có 20 cent thôi, nhưng khi Kiều Sương nói chuyện với khách hàng và Kiều Sương nói rằng nếu chúng tôi chỉ lên giá 1 đồng thôi mà quý vị có được cái bao ni lông này để mà giữ vệ sinh riêng cho bản thân, quý vị có đồng ý trả không? Anh biết không? Toàn bộ 100% ủng hộ, nói là nên có. Thưa anh, vậy cho nên Kiều Sương thấy rằng quý vị đừng ngần ngại, hãy nói với khách hàng, hãy giới thiệu những sản phẩm này. Đây là vệ sinh chung mà tất cả mọi người đều mong được. Đúng rồi đó thưa quý vị. Kiều Sương trong thời gian vừa rồi em có coi được cái clip mà trên đài truyền hình của Mỹ đó. Anh nhớ không nhầm đó là cái đài ABC thì phải. Thì có một cô bị nhiễm trùng, thì khi mà tới bác sĩ đó thì người bác sĩ nhìn thấy cái chân của cô ta và người bác sĩ hỏi ngay là có phải cô tuần vừa rồi đi pedicure spa không, hỏi ngay đó. Sau này em có thời gian em nên chiếu cái video đó trên đài truyền hình Sài Gòn Television 55.3 cho quý đồng hương xem. Em nhớ cái clip đó dạ, không? Vâng, tức là bác em sĩ có hỏi xem ngay, qua. Dạ. Hỏi ngay là có phải tuần rồi cô đi làm pedicure spa không? Tức dạ. là cô kia nói đúng. Thì là thưa quý vị, đó là một cái vấn đề chắc chắn là khi mà người bác sĩ nào họ biết ra cái lý do đó và cái cô này nắm được cái đó là khi tôi bị nhiễm trùng do cái tiệm nail đó, pedicure spa đó, là thưa quý vị, chắc chắn rằng thế nào tiệm nail đó cũng bị rắc rối. Dạ. Chắc chắn 100% là ngày hôm tuần sau rồi là bắt đầu nhận được một lá thư từ luật sư rồi đó. Thưa quý vị, cái đó là chắc chắn. Thì thưa quý vị, trong thời gian qua đó, cái Z 500 ra thị trường gần 7 năm và chúng tôi thấy cái số lượng bán Z 500 càng ngày càng tăng, và đặc biệt thời gian gần đây thì bùng nổ về Z 500 thưa quý vị. Là hiện tại thưa quý vị biết là cái ngành nail đang phát triển rất là mạnh ở Canada cũng như là Úc Châu, đặc biệt là Úc Châu, thì có rất nhiều đại lý ở Úc Châu muốn độc quyền cái Z 500 này. Đó, là vì người ta nói bây giờ nail bên Úc Châu, bên Australia đó, người ta đang phát triển rất là mạnh, và thưa quý vị, cái Z 500 này từ bên Mỹ đưa sang đó thì người ta rất là yêu chuộng. Và quý vị biết cái người sự thành công của một người chủ tiệm nail đó là chúng ta đã đọc được cái ý tưởng của cái người khách khi mà bước vào tiệm của mình, nhìn vào cái ánh mắt của họ khi mà họ bước vào cái bồn, họ nhìn trong cái bồn, họ cứ nhìn qua nhìn lại nhìn lui nhìn tới, bắt đầu người ta mới nhẹ nhàng dè dặt đặt cái bàn chân người ta vào bên trong. Là quý vị biết rồi đó. Quý vị biết rồi đó, là lần sau khi mà người đó đi ra, quý vị phải nhìn cái bồn trước khi mà đưa một người khách khác vào, đúng không ạ? Và quý vị biết ngay là chúng ta phải làm như thế nào. Và quý vị, lần sau đó, khi anh sẽ gửi cho em một cái clip video mà làm một bộ pedicure spa mà mấy ngàn đô, hình như 2.500 đô một bộ pedicure spa đó. Wow! 2.500 đồng một cái bộ pedicure spa, là có trên video đàng hoàng và đài truyền hình của Mỹ tới phỏng vấn. Thưa quý vị, chúng ta không ai tưởng tượng được là nó như vậy. Chúng ta cứ nghĩ rằng ok, tiệm kia đang 20% off thì thôi bên mình 25% off đi, tiệm kia 25% off thôi bây giờ mình 30% off đi. Thưa quý vị, đến một lúc nào đó
chúng ta đã hít cái ba đầm rồi, đừng có làm như vậy nữa, chúng ta phải nghĩ lại. Không, chúng ta không thể nào làm work for free, nó làm hư cả cái market nail, và đặc biệt nó ảnh hưởng đến cái đời sống của tất cả quý đồng hương ở đây. Vì thưa quý vị, ngành nail len lỏi vào tất cả các gia đình, không anh em thì cũng cô dì chú bác, không cô dì chú bác thì cũng là bạn bè, ai cũng dính vào cái ngành nail thưa quý vị. Thì đó là một lúc chúng ta phải ngưng lại, chúng ta cần tranh về, không cần tranh về giá cả nữa thưa quý vị, cần tranh về service, cần tranh về cái quality của chúng ta. Và đây là một cái phương thức, cái giác 500 là một cái hình thức để quý vị cạnh tranh lành mạnh và quý vị đưa được khách vào. Vì thưa quý vị, cái hiện nay bây giờ cái social media đó nó rất là, nó phát triển quá mạnh mẽ. Cái người khách vào tiệm, người ta thấy cái tiệm này có cái bao liner, lấy cái phone ra chụp một cái bỏ lên Facebook, à cái tiệm Top Nail hay là tiệm Nail One hay tiệm Star Nail tại cái góc đường đó có cái bao ni lông đó, là cả nhóm follower rủ nhau tới đó. Thì anh làm survey rất là nhiều, rất là nhiều tiệm nail, tiệm nào dùng Z500 của Luraco và cái bao ni lông gọi là liner đó thưa quý vị, income tăng vọt thưa quý vị. Và một điều mà Lê Thành đáng lẽ ra là cái này phải là giới thiệu thật lâu mới phải, nhưng mà đa số những cái tiệm nail mà anh biết đó, anh xin tới quay, tới làm phóng sự ở tiệm, thì một số là người ta ngần ngại thưa quý vị. Ngần nail thì thưa quý vị, rất là nhiều người chủ tiệm nail hoặc thờ nail rất là ngần ngại khi mà đứng trước ống kính. Nhưng mà có một số người thì lại nói rằng không, đây là cái món độc chiêu của tôi mà, độc chiêu của tôi trong cái vùng này mà. Từ khi bỏ cái giá 500 vô, tôi nói nhỏ với anh là có những khách nó tăng vòng vùng vụt, tôi mua cái mấy trăm ngàn cái bao ni lông rồi. Thưa quý vị, đó là cái mà thưa quý vị, Lê Thành mách cho quý vị đó nha. Tại vì tại sao mà Kiều Sương nói đó, có người gọi tới em nói là trên TV thấy có 30 giây, thấy có 60 giây, tôi không biết là cái đó làm sao, quá nhiều cái thông tin mà tôi hoàn toàn tôi không biết. Thì đó mới có cái cuộc hôm nay em mới gọi anh, em mời anh lên đây để mà nói chuyện về cái giá 500, đúng không? Dạ thưa Vân, và đó cũng là một trong những chủ trương của Đài Sài Gòn TV, tại sao chúng ta có chương trình Nails và tôi. Thưa anh, chúng ta phải nên phổ biến rộng rãi và tập cho tất cả các tiệm nail, phải nói là trên thị trường ngày hôm nay đều phải giống nhau hết để được một quality để cho khách hàng yêu chuộng. Phải nói rằng trên thị trường ngày hôm nay khi chúng ta nói đến nail salon cứ nghĩ ngay là chỉ là nail, nhưng thưa không, Kiều Sương nhận xét được 70-80% là pedicure chứ không còn là nails nữa. Đúng. Cho nên những cái chat 500 hay là liner như thế này rất là hữu ích cho chúng ta. Kính thưa quý vị, Kiều Sương đã lấy survey và đã thấy được, quý vị đừng ngần ngại, chỉ có 20 cent thôi. Và chat 500 này Kiều Sương cũng biết là nó không có mắc mỏ lắm. Đúng rồi. Cho nên rất là dễ cho chúng ta replay những cái cũ. Thưa anh, trở lại với chat 500, ngoài cái purpose mà dùng cho liner đó, thì nó còn những cái công dụng gì khác nếu quý vị không dùng liner mà chúng ta thay đổi cái mới này với cái cũ trong bồn, thì nó còn những cái tốt đẹp nào khác hơn không? Xin anh trình bày cho tất cả quý vị biết. Vâng, thưa quý vị, rất là hay. Có nhiều người nói ok, tôi bây giờ tôi cũng muốn dùng cái giá 500 đó để cho nó, nhưng mà tôi không có muốn bỏ tiền để dùng cái bao ni lông. Quý vị thấy không, như Lê Thành đã thưa với quý vị đó, là cái giá 500 ha, thì cái đầu này nè, là cái này á, là quý vị có thể đem đi cắt, sau một cái service xong đó quý vị rửa sạch đi, quý vị mở cái nắp này ra đó thưa quý vị, chỉ cần vặn một cái thôi, chùi rửa sạch sẽ, không có một cái chỗ nào mà để cho dơ bẩn nó bám vào. Thì quý vị đem cách cái này đi, hoặc là quý vị bỏ trong một cái sanitization solution, một cái nước sát trùng đó thưa quý vị, đem cách. Thì trong bồn đó thưa quý vị, là quý vị chỉ thấy như vậy thôi. Đó, quý vị nhìn nó rất là sạch sẽ, clean up một cái bồn nó rất là nhanh. Nó không như ngày xưa nữa là những cái jet kia đó, là quý vị phải lấy cái gì phải moi. Xin lỗi quý vị, là bên trong nó dính vào trong tóc rồi. Rất là khó đi lên áp. Thơ tình là tóc rồi gì nó dính vào trong á, quý vị phải moi, phải chùi rửa. Còn bây giờ đây là quý vị thấy không có một cái chỗ nào mà dơ bệnh nó bám vào. Thì khách người ta nhìn vào trong, người ta cũng rất là yên tâm, người ta không có lo sợ gì nữa. Do đó quý vị ơi, nếu như quý vị không muốn dùng cái bao ni lông, quý vị dùng cái này thì cũng được. Và cái bao ni lông bây giờ á,
ngày xưa đó là nó khó khăn và nó đắt tiền, còn bây giờ cái bao ni lông người ta làm rất là dễ, có nghĩa là bồn to, bồn nhỏ, bồn hình bầu dục hay là bồn hình tròn, bất cứ bồn hình nào thì bao ni lông này cũng fit hết, vì nó theo cái dạng mà em biết là có nó cái dây thun đó. Nó có cái dây thun co giãn hả? Co giãn, dạ. Co giãn thì giống như cái bao mà quý vị trùm đầu mà quý vị khi quý vị tắm đó. Vâng, thưa quý vị, thành ra là nó rất là dễ dàng sử dụng. Thưa quý vị, cứ một người khách tới, quý vị đem đao bao ni lông quý vị trùm lên cái bồn, người ta thấy do đó là người ta sướng lắm, thưa quý vị, happy lắm, vui vẻ lắm, tươi cười phấn khởi. Và Lê Thành có ra phỏng vấn một cái tiệm mà có nhiều người khách, Thành thấy cái tiệm này rất là đông, thì phỏng vấn vì họ dùng cái bao ni lông mà họ cứ hỏi để họ mua cái bao ni lông hoài, thì Thành mới hỏi là trước đây tiệm tôi ế lắm, nhưng mà từ khi đem cái dắt 500 này vô với bao ni lông á, tiệm đông khách vô cùng. Thành ra hỏi thì mới biết là người ta nói tôi, ai tới đây hỏi cũng nói một câu tôi tới đây vì cái tiệm này có cái bao ni lông. Người nào cũng cái câu đầu môi là nói tôi đến đây chỉ vì cái tiệm này có cái bao ni lông thôi. Chắc chắn ví dụ như là quý vị đi trong vùng 5-3 tiệm đi, mà tới cái tiệm này thấy dùng cái bao ni lông, chắc chắn là lần sau phải trở lại đây, hoặc là giới thiệu bạn bè, hoặc là anh chị em, cô dì chú bác phải tới tiệm này thôi, còn tiệm kia tôi không biết, không biết. Vì thứ nhất họ biết là mình khe cho họ. Cái đó là cái quan trọng, thưa quý vị, họ biết mình cái tiệm này khe cho họ, còn cái tiệm kia mặc dù là chùi rửa rất là sạch sẽ nhưng mà họ không biết cái người trước đó đó trên cái da có bị vi trùng gì không, được thấy thì sạch đó nhưng mà cái vi trùng có thể nó còn nằm ở đó, nhưng mà khi mà đem cái này ra đó, quý vị là thấy rằng là coi như nó rất là an tâm. Và thưa quý vị, đây là một cái độc chiêu, mà cái độc chiêu thứ hai nữa đó, mà trong thời gian này đó mà Lê Thành đi xin phỏng vấn nhưng mà cũng chưa cho, nhiều người trong vùng Dallas Fort Worth sử dụng mua cái ghế massage của công ty Luraco vào. Thưa quý vị, có người bỏ trong phòng chờ đợi, phòng VIP, để chờ có người đem ghế massage vào trong phòng facial. Vì thưa quý vị, Luraco có cái ghế massage iRobotic 5 đó, gọi là i5 đó thưa quý vị, i5 giống như iPhone 5 vậy đó. Thì cái ghế đó bỏ trong phòng facial được, vừa facial mà vừa được massage toàn cơ thể thì rất là tốt. Nhưng mà anh xin phỏng vấn mà mấy người không cho nha. Thưa quý vị, xin lỗi phải nói câu đó với quý vị ở đây, xin lỗi quý vị nhé. Thưa quý vị, đó là cái điều mà Lê Thành muốn chia sẻ vào hôm nay. Xin cảm ơn Kiều Sương đã cho Lê Thành đại diện cho công ty Luraco, là nhà sản xuất Z500 rất là nổi tiếng trên thị trường, đến đây để chia sẻ quý vị thêm một số thông tin về Z500. Đúng như vậy thưa anh, khi nói đến business, người ta nói thương trường là chiến trường, ai cũng muốn có một cái gì độc chiêu của riêng họ. Nhưng Kiều Sương nghĩ rằng nếu chúng ta nghĩ cho cộng đồng người Việt của chúng ta chung, mà không riêng cá nhân hoặc không riêng một salon nào khác, thì đây là quyền lợi rất lớn cho cộng đồng người Việt chúng ta. Rất cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và lúc nào cũng ủng hộ cho Đài Sài Gòn TV. Tất cả những thông tin chúng tôi đều muốn đưa đến cho quý vị. Và hôm nay rất cảm ơn anh Lê Thành một lần nữa. Rất mong rằng trong tương lai công ty Luraco còn có những sản phẩm khác nữa, để trên cái đà phát triển mạnh, chúng ta sẽ có những gì đó mới, càng ngày càng mới mẻ đến với tất cả khách hàng. Một lần nữa rất cảm ơn anh. Xin cảm ơn Kiều Sương và xin cảm ơn quý đồng hương đang theo dõi đài truyền hình Sài Gòn Television 55.3. Xin chào.